Em làm món gì con? Dạ gỏi thái anh. Gỏi thái hả? Dạ. Đang làm công đoạn giả tỏi dạ, ớt hả? Rồi. Dạ. Con này là tỏi ớt nhiều ha. Dạ. Nguyên liệu của nó có gì con? Dạ con gốm nè, ớt nè, tỏi. Đâu đâu đâu, nguyên liệu đâu? Chỉ hiểu người là ai. Đây là con gốm, đường, bột ngọt, đường, bột ngọt, ớt tỏi, ớt tỏi. Đây là ba khía. Đậu, đậu, đậu đũa rau muống. Đậu đũa rau muống. Đây ba khía, quan trọng nhất là ba khía hả? Với lại đu đủ đâu? Đây. Ờ bên kia đu đủ nha. Con làm lâu chưa? Em làm mấy năm rồi. Dạ, ngày con làm được mấy mẻ? Ngày em làm nhiều phần đó. Anh ơi, em làm vậy nhiêu cân? Nhiều phần vậy 50. Nó phải có cái món này. Dạ. Thôi cưng co nó nghe là cưng làm cho anh một phần cho cái chú đó đi, chú đó lớn tuổi á. À. Học thôi không có. Nhưng mà tôi xin lỗi cho anh không ăn cay. Dạ. Không biết ăn cay. À. Nếu làm thì em làm hết cái dĩa này cho anh. Ồ, bỏ bỏ ba khía vô. Ba khía đâu có giả hả cưng? Dạ có. Giả nó mềm lắm. Giả sơ sơ. Cho nó thấm gia vị. Thấm gia vị vô không? Dạ. Nhìn thấy là kích thích vị giác rồi đó. Ngon quá. Bà khía này cũng ướp rồi ha. Bà khía này là giờ ăn cơm là vừa ăn đúng không? Dạ. Đây là mình nhau đâu. Vậy xong phận hả? Dạ. Ủa nhanh vậy? Có làm nữa không? Dạ không. Cái này con làm cho ai vậy? Dạ. Cho khách hả? Cho anh á. À, cho anh hả? Dạ. Để bà kia lên nữa. Nãy con nói phần bị nhiêu? 50. Đậu phộng lên đó hả? Wow. Đây giới thiệu tên gì nè? Dạ Minh Tiến. Minh Tiến có dạ. Vợ chưa? Dạ chưa. Chưa hả? À, muốn có vợ không? Dạ không. Muốn có vợ nói ba mẹ chứ nói anh gì là lâu lâu thì giúp gì được. Dạ. À, làm món nữa coi, làm phần nữa coi. Làm gì nhanh chứ chưa kịp quay chưa thấy hấp dẫn gì luôn á. Trời ơi ông thần ơi, làm phần nữa coi. À, tỏi. Cá ít thì mình đấy. Đường. Bột ngọt. Bột ngọt ra đường. Ăn ruốc. Dạ lên đây làm coi. Dạ như vậy là đảo lên không? Dạ. Phải làm từng phần một phần vậy hả? Dạ. Chứ không có thể làm chung rồi múc ra không được hả? Không có đều. Không đều không? Ngày bữa giờ con đặt hơn mấy cái gói à? Gói này sao hơn? Cơ tay lên chứ. Được chứ anh? Anh đang không? Làm cơ tay lên đó mà. Tiếp cái gì nữa? Anh làm được không anh? Được. Rõ chứ anh được hay không? Anh nhừ chứ. Vừa. Ở đây ra. Thầy vừa không? Ờ. Chắc muốn kịp mở quán nữa quá. Biểu diễn. Chơi vậy? Lại kiếm gì đóng vậy? Biểu diễn hả? Này hợp chiêu của bà ngoại. Ngoại ăn giàu quá vậy đó. Cà sao? Mới bấy không? Vừa vừa. Nó dập dập ra rồi. Ok. Rồi chanh vô. Có bún không anh? Hả? Dạ có bún hai. Một tô bún hai. Chạy vô ta kìa. Cái gì? Bún ăn với tỏi này nè có không? Bún không hả con? Thì cái gì? Có. Cảm giác của anh đâm chưa có nhuyễn giống cưng hồi nãy à.
Dạ đưa rồi, đều vừa được chưa? Dạ, để rồi làm nguyên cái coi. Sao dành không vậy? Để làm nguyên cái coi. Được qua kia đại hết chưa đi? Qua kia dập dập ra. Ừ. Rồi. Đổ nhiều nhiều vô đi. Kia ngon. Rồi tới cái gì đó. Đu đủ nha. Rồi đu đủ này là dùng ngâm đá cho nó nhiệt lên. Ngâm đá cho nó giòn cho cơ. Đúng rồi. Ngâm đá cho giòn. Bây giờ nãy giờ quên anh tụi nó cái. Được không anh, nói em làm cho được chứ. Gì được chưa? Được rồi, em giật cho điều nha. Anh làm điều rồi, anh làm điều rồi. Cứ vậy okay. Cứ múc ra thôi, có gì đâu. Bữa cái thốt đâu vậy? Dạ. Hả? Cứ thốt đâu vậy? Dạ. Ăn gì? Mẹ làm xong ăn, người cũng thốt vậy nè. Rồi má ơi. Ăn kiểu này xong muốn về Sài Gòn, ta coi mình đi gì trời. Mẹ người thốt nè. Lấy mà nó quýnh. Lấy gì chạy nó quýnh với Hà Nội. Ủa rồi anh đi cơ kìa. Quậy quậy cho tan được chút đó. Làm ăn giỏi gì mà nói chuyện dễ thương vậy, sao chưa có bạn gái? Hả? À, không ai chịu sao vậy? Anh có bà gì bọt năm mấy tuổi? Được không? Phải không có chồng. Được không? Về làm vợ nha. Có cho em gái kìa, em gái từ năm 90 kìa, hơi lớn xíu. Để mà kéo lên nữa, wow. Ngon quá. Rồi, cảm ơn anh trai. Oh. Ngon quá bà con cô bác ơi. Cưng ăn không? Dưới đây rồi. Dưới đây nhanh hả? Dạ, đi dạo bốn quẩy đi, biển tôi lắm á. Anh đến bưng được đây. Ra ngoài ăn chơi. Bưng đâu anh? Không cho em ngồi kéo với anh. Qua đây anh Hải. Hả? Qua đây nè. Qua đây nè. Qua đây sáng nè. Đó. 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 Nè. Ô, hết, hết, hết. Có đồ đũa. Thử. Cái này anh làm phải không? Em làm. Tự tay em làm luôn. Ủa, em đi bắt cái khía về em ngâm làm mắm hai chén. Bữa em thấy anh lội với kinh anh bắt không? Dạ. Em chưa có ăn mà em nuốt cái miếng là sao ta? Không, nhìn nó kích thích á. Này, thử đại đi ha. Thử đi. Nhìn này, này cái gia vị nó nhiều á. Ở đây gia vị nó, cái món này nó gia vị nó đậm đà. Có lạ lạ gì không? Trời ơi, chưa ăn mà cái gì vậy nè. Anh. Dạ, xin mời bà con bác nha. Con anh ơi. Ngon hơn mấy cái mẻ hồi nãy. Mà sao anh đâm cái này coi nguyên hả? Nó kêu đâm vậy đó. Để em thử cái nữa coi. Dạ, xin mời con bác nha. Ngon quá anh ơi. Con. Đậm đà anh không? Mà không biết mình bỏ ớt nè. Ớt nữa với cay. Cay nó chưa đủ cay. Chưa cay. Anh làm thử món này thử coi. Anh làm thử món này thử coi. Chết mẹ, sau này còn nguyên con vậy? Để nguyên con trên bàn, để xuống anh. Thử thử. Để con miếng này nè. Để bàn chứa nè. Xin mời bà con bé nha. Nhỏ lớn em mới ăn bà khía được luôn. Ghê hả? Không giới thiệu. Bà khía mà ăn hay. Đủ vậy? Em thấy nó ngọt ngọt luôn. Tức là không? Khía thấy em thấy nó ngọt ngọt mặn mặn chua á. Khía nó mặn chứ. Cái gì đâu có anh đâu mà. Mà lần đầu tiên mới ăn thấy ok á. Trời ơi, con này hơn em mới làm cái gì mới qua đây làm cái gì vậy? Làm đến tổ lắm hả? Có mình mày, có mình mày làm nguyên quán đó hả? Chỗ này bốc lột mày quá rồi. Cái gì vậy? Vừa làm gì giỏi đâu đủ, xong nó qua nó làm chân cụng luôn. Cái này làm cái gì? Chân cụng. Cái này làm cái gì vậy? Chân cụng. Kem muỗng hả? Lẽ hơn gì vậy chị? Làm gì mà chú đứng đi chú chụp làm gì mà chú làm gì mà chú chụp 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 làm gì mà chú chụ
mới 18 tuổi hả? Dạ. Rồi. Đúng rồi vậy. Đó là việc giúp của thằng đó nha. Nó chưa đủ lạnh lắm coi. Miệng này yếu. Ghế này được không em? Là làm chưa coi chưa. Em ơi, ghế này ngồi được không em? Dạ dạ, bàn chung chung. Bàn chung đó, mọi người đây nè. Coi cái chén này dưới đũa. Mọi người đó, mọi người đó. Đó, lát đi. Đó là mình điều thức. Nè, này đá này là đụng là đặt đó. Cái này là đá nữa. Kem nó đông lại, bắt đầu chứ mới phải bay. Không, nó lạnh thì kem đông. Vậy lên vậy lên không? Đúng chưa? Đúng chưa? Chút xíu vừa đúng rồi. Wow. Đó, đây giờ giống như miếng gỗ vậy. Wow. Đó, thấy không? Hiểu rồi. Wow. Thấy gì không? Thấy gì không? Thấy không? Wow. Phần bao nhiêu cơ? Dạ phần giấy 25. Anh sao mất? Dạ. Vậy mua với bà ngoại chung một phần thôi nha con. Dạ. Tại ở đây mình bán khách chung mà. Ủa gì cơ? Để làm anh phần gì đi? Vậy là thêm hai phần sô-cô-la nữa đi. Dạ. Đừng cho em chụp ăn nha, em chụp to nha. Thích làm thích vậy kia mà nói đó đổ sữa ra lấy ghế để ngồi con đổ nữa đây không sô cô la hả đưa đều lên mày đi học lâu không dạ không học mấy ngày làm được hai ngày đẩy cách nhiều quá lúc mình đi làm hết nhiều quá à. Dạ tại lượng khách trong hội chợ ở đâu đó ừ. Làm cái quen tay không dạ làm ở chợ nào? Ở chợ Việt Thái rồi. À. Dạ. Này chuyên em chuyên đồ Thái hả? Dạ. Em trong ở đây là trong ngân hàng Thái ra luôn không? Dạ. Dạ. Quê cứng đâu? Dạ quê em Đồng Tháp. Ờ Đồng Tháp mà xuống đây làm đúng không hả? Dạ. Thì có thường về quê không? Dạ có. Cái này anh thấy nhiều nơi làm quá nhưng mà cái bí quyết chỗ nào sao để nó ngon hơn em biết không? Dạ. Nó cũng vậy à, tại vì hương nhiều người ta làm bằng tự nhiên thì ngon dạ. Đúng không? Đúng không? Dạ. Điện ở đây nó đâu bằng điện trong công ty đó. Yếu quá. Nó lâu như kia nó lẹ. Ờ, à, lẹ. Quèo xong vậy là. Dưới nó làm lạnh lên nó con cái nó làm nó đông thành nó đông kem lại, đông lại một chút. Cái mình dậy đầu là sữa thôi rồi thêm phần sữa này còn dư không này không bán không dạ. Lên xin này nha ừ. Không phải là từ đâu rồi lên xin đi lên xin đi nha nha con hỏi nha quen cái này cũng đỡ cân đổ hết sô cô la sao? Dạ, muốn đổ nhiều thì đổ ra trung bình nó là gì vậy? Dạ. Đổ nhiều quá ăn nha. Nè.
quen hết. Nhìn vậy chứ khó lắm, bây giờ nhìn thấy là sắc vậy thôi. Rồi làm một chừng mấy phần nó mới quen không? Dạ. Lúc mới làm cuốn đâu có được đâu. Dạ. Có hương sô cô la. Hương này hương gì đây? Sô vani. Dâu. Này dâu hết rồi. Rồi rồi, về đây chút xíu. Có sầu riêng ha. Giờ chạy đi mua sầu riêng vậy. Có nhiều người ta đem lại, ta đem muối lại, rồi mình bầm. Bầm ra làm luôn. Wow. Chứ ông không hỏi mày lộn rồi. Cái đó cũng nó là nước sốt. Làm em cũng ăn, nó cũng ăn với cái này nữa. Cái này bỏ không? Bỏ 30. Cái này bỏ anh thôi. Dạ. Cho anh nha. Tính đang hưởng này mà. Anh quay phim, anh đang làm phim. Giới thiệu. Bây giờ hai cái này không? Cho anh làm thông cho anh. Anh để gì? Hả? Có gì? Có vị gì? Cái gì? Dâu. Dâu đi, bây giờ chưa làm dâu. Mình muốn con gì làm dâu thiên hạ. Nhiều không? Vậy là nhiều không? Phải đảo đều á chứ thôi là nó ấy mình gom lại cái mình vào. Còn cái cây kia là mình được rồi. Cái kia quay người lại nó gòi đúng chiều quá rồi. Từ từ cũng là chị được từ từ quen chứ đừng có chửi anh nha cưng. Không sao, cái này nó chậm lắm. Được chưa? Chạy ra. Để điều đó được hồi ấy. Nó không trầu không? Dạ. Ở trên á, kéo ra nè. Rồi, kéo bên đây qua đây nè, cho nó điều lên. Nhưng nó chưa đều lắm em. Dạ. Chưa đều phải không? Tại mình làm không quen. Dạ. Mỗi người mỗi công việc mà. Sao mà kéo ra chút xíu. Được rồi, cứ nhắc chờ, rồi. Chút xíu thôi. Ý là nó cứng rồi, hết kéo được rồi. Thôi. Hết kéo được rồi tụi thôi. Rồi rồi, được rồi, được rồi. Rồi lấy cái kia. Cái này nãy hả? Lấy một cái này. Rồi. Mày anh từng tay trái mà. Từng tay trái hả? Ờ. Nè, cái này nè. Cái này ha. Ừ. Ê, mảnh, sao nó không cuốn hay cái vòng tròn vậy? Mình cầm không quen, cho anh cuốn được. Hả? Cho anh cầm không quen cuốn được. Ờ, vậy không? Đó. Mày dưới không được. Nó đẩy hẳn luôn, anh đẩy luôn, ờ. Hả? Tại vì mình chảy cái đầu nó không có đều á nên kéo sơn. Tại nãy em chảy á. Dạ. À, cái này tự anh làm nha, anh không có nhờ em làm nên không có chút tiền ha. Dạ. Cái này tự anh làm anh nha. Dạ. Nha không? Dạ. Nó chứ bác ra tiền sao luôn. Đồ ngồi ăn chết. Đây, anh được. Cái gì mình làm là nó sẽ ngon. Cái gì mình gì món quá vậy? Cái gì vậy? Cơm lam, cơm lam. Cái này xôi à? Dạ đấy không? Xôi này là cẩn. Ngon hả? Xôi ngon hả?
Lắm thử cái miếng này ở vùng quê nè, thử vô cái này coi. Mình muốn mè, muốn mè chấm xôi. Mình muốn đậu phộng chứ không phải muốn mè. Muốn đậu phộng á. Thử vô coi. Cô gút không? Tuyệt vời. Lâu rồi mới về Việt Nam, rất là ngon. Sự thật mà nhỏ lớn chưa ăn cái món này. Em làm đó. Em làm. Ở nhà hả? Em ơi, cái này chấm nước mắm hay chấm gì em? Em. Dạ. Em này chấm nước mắm hay chấm gì? Chấm nước mắm cơ. Ủa vậy hả? Nước mắm này không vậy? Ngon, anh ăn kỳ anh. Ủa kem cuộn là vậy? Ủa mình đang uống mà thấy ông anh cái này mình đang uống phải không? Uống nhỉ? Trời ơi! Ông lấy cái đồ đũa ông gấp kìa. Ông nội ơi. Thử nha. Vậy chứ chưa ăn lần nào á. Em thử thật sự. Nói cái kem cuộn mà nãy giờ không biết, không hiểu luôn. Ngon không anh? Ăn được. Anh ăn cho tổ mồ dữ vậy? Ăn được. Kem này ăn chưa không quen, ăn được, ăn lận nhiêu đây thôi, không cho ai ăn hết. Nãy em làm á, em thấy hư em tính bỏ. Vậy? Em nói cho em làm ngon. Ngon đúng không? Ngon em làm ngon hơn bé rất nhiều. Phải không? Anh làm tuyệt vời lắm. Anh đang ngoài em rút cái miếng luôn á. Dạ, thôi anh đang đi thôi được, tội lỗi rồi. Không được. Ngon mà. Ngon. Lạ lạ. Cái này đổ bỏ miếng mà khía vô ngon lắm. Đó nè, khỏi sẵn nè. Bỏ đi. Ngon lắm. Thấy còn nóng mà bà ha, thấy con kìa. Mỗi cái đó cũng ngộ luôn nè. Không mà sao nó dẻ lại ngộ. Cái độ nóng đó, nóng á, lạnh á, lạnh á. Sao mà nó dẻ là cái này. Cái này là cơm nếp. Ăn kèm với cái này. Dạ, cơm nếp. Ngon lắm. Cơm nếp này chắc nấu chín rồi, người ta bỏ cho ống tre người ta nướng nè. Đúng rồi. Nấu chắc người ta dồn người ta nướng lại sơ lại. Rồi mình nấu chín này, nấu chín người ta bỏ vô ta nướng. Rồi, cái này có miếng cẩm. Thử đi. Ngon lắm, thử mà. Kèm vô, thử đi. Thử thấy lạ không đó. Đút cho. Rồi đút cho có hai người thôi. Nó làm vậy giờ nghe chết. Không phải. Rồi đút cho hai người thôi. Rồi đó là bà ngoại nó đút cái bà ngoại chết rồi. Cái liền luôn. Đút đút vô chết, đút cho mới chết. Ừ, nhờ tao em. Đúng có hai người thôi à? Bởi vậy anh có duyên thì đó. Ngon quá à? Ngon. Anh ăn hết nóng à? Ngon hết nóng rồi. Nóng nữa đi anh. Có ống là mập khác nữa. Để mình làm ăn lại món mập kế không mình? Để tiêu chuẩn bán kế. Em mới ăn đầu tiên em không quen. Dạ hả? Không, cái gì mình cũng nên thử cho biết anh. Sao không thử cái này? Dạ. Không thử cái này hả? Cái nào em ăn rồi, em mới ăn này. Rồi giờ, nãy giờ em chưa thử, em đợi anh đi. Bác nha. Cái này có chấm này được không anh? Mình sẽ chấm đi, anh ăn gì cũng được á. Anh Vinh Trung ăn gì được không? Ai nói gì không? Em mới có 90 mà chắc cái này 95 quá. Ngăn cục rồi vô á. Làm thế hả? Dạ. Đây. Rồi luôn em Tư. Giờ mới thấm nè. Nó thấm mà nó hơi mặn hơn chứ không? Nãy không có ớt, nó thiếu ớt. Cái này nãy mà em đa nó cho thêm miếng ớt, miếng chanh nữa. Chanh nữa mới ngon. Này chưa gọi là đạt. Tại nó làm, em làm á. Mới làm lần đầu. Mình làm thêm theo cái bây giờ anh thử cái nguyên con 3 kg đó thử coi nó có gì khác gì không đó em nói thầy một cứ vô thì thử thử ngon mà em ăn em là mê cái này mà em rất là mê cái này 3 kg mà là làm mình để nó còn thịt như vậy là nó khó là nó thịt đó thấy không chứ nhiều người làm á nó không có còn thịt nó rớt thịt hết à chẳng giờ cái này nữa nó làm cho phải mặn nó mặn để được lâu nó hơn khi mình ăn á mình thấy cho đường cho bột ngọt cho ớt cho chanh này vô em mới lần đầu tiên á thấy nó còn ngọt thôi em làm nó 2-3 đũa em bỏ ngọt quá mình ăn này rồi.
sẵn nước lắm. Cơm làm thì một chiều thì mấy ông rồi. Cho bé nó ăn, cái bé chưa ăn xíu xíu rồi. Chiều mấy bé mấy ông không có ngon hết chứ. Cái này nó mới nướng sơ nha, nó giòn chứ không? Nó giòn một chút nữa không? Này giòn nè anh ơi. Này ngon hả? Ờ, răng cỏ già rồi. Nó giòn ngon lắm. Rồi cắn đi anh. Nhiều người ta không biết ăn, ta bỏ này nè. Giờ anh cắn thử đi. Đó. Về mẻ răng của thừa đó là sao? Phải ăn hết luôn rồi bỏ hộp nào. Ăn về đầu bếp là thấy tươi vui. Không mà bữa em có đi mua mì hùng. Nó trên đó cái giường dân tộc của cái giường Thái á. Dũng khét. Cục cháy rất là đậm đậm. Cái người ta nấu, cái người ta nấu bằng gạo thiệt luôn á. Gạo dẻo cho nó ngon lắm. Cái này cũng mình tiếp. Mà cái này làm việc tới nướng cho phải cháy rồi. Cháy cái ốc luôn á. Dạ rồi, dạ một buổi tối rất là ngon. Với hai món, rất là ba món, bốn món luôn. Dạ, phở Thái, rồi cơm lam, rồi nem nướng, rồi kem cuộn Thái, rất là hấp dẫn. Dạ cảm ơn quý bà con bác rất nhiều nha. Chúc quý bà con bác luôn sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn lại.